Tiếp theo, Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi phóng sự họp mặt thường niên Hội Quân nhân Mỹ gốc Việt tại thành phố Fortress, Virginia do Bích Phượng và Đậu Thanh Vân thực hiện. Greenspan Washington DC kính chào quý vị, kính thưa quý vị. Ngày thứ bảy 3 tháng 3 2018, Hội Quân nhân Mỹ gốc Việt đã có một buổi họp mặt tại nhà hàng Present, thành phố Fortress, Virginia. Welcome to 2018 VA USA Mentorship Dinner. Your presence here tonight is an honor for myself, for all the brothers and sisters that have been serving across the country, not only that, across the global. Hội Quân nhân Mỹ gốc Việt Vietnamese American Uniform Services Association đã được thành lập vào ngày 15 tháng 9, 2008 và đã có hơn 1.200 hội viên. Vào buổi chiều ngày thứ Bảy, 3 tháng 3, 2018, khi bước chân vào nhà hàng Presence, thành phố Fortress, Virginia, bầu không khí thật ấm cúng khi nhìn thấy một hàng cờ gồm có lá cờ Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ cùng với 8 lá cờ của lục quân, hải quân, không quân, tuần duyên, đoàn ủy nhiệm y tế công cộng, đoàn ủy nhiệm khí tượng và đại dương, và lá cờ của hội VAUSA gửi đến tham dự. Đây cũng là lần thứ tư Hội Quân nhân Mỹ gốc Việt đã có một buổi họp mặt để các sinh viên trường võ bị, hải quân, sĩ quan thâm niên được gặp gỡ hai vị tướng quân nhân Mỹ gốc Việt Châu Lập Thế Flora, William Seeley, Thiếu tướng Hồi Hưu Victor Hugo, Đề đốc Hạng Thế Tuần Viên Joe Vovodich và cựu Thiếu tướng Việt Nam Cộng Hòa Lê Minh Đảo. Em tên là Nguyễn Hiếu Hùng Hiếu, em là đại úy trong ngành hải quân. Hôm nay là em đến dự chương trình một ngày để dành kinh nghiệm và chia sẻ những kinh nghiệm với những em học sinh từ trường Naval Academy, VMI và Coast Guard Academy. Hôm nay là có sự đặc biệt là có những người tướng của Việt Nam Cộng Hòa thời xưa, có những vị tướng của quân đội Mỹ và có những anh em đang trong binh nghiệp tại Hoa Kỳ. Hy vọng là chúng tôi đã vinh danh quá khứ, học hỏi kinh nghiệm của chú bác, cha ông mình xưa, học những kinh nghiệm của những người tướng lãnh Hoa Kỳ và share những kinh nghiệm với những người em còn đang trong mái học trường. Tôi đến đây hôm nay đó, theo lời mời của Hội Quân nhân người Mỹ gốc Việt ở trong quân lực Hoa Kỳ, là đây cái thế hệ con em của mình. Họ muốn có sự hiện diện của chúng ta, là những người mà ở của trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa đi trước. Thì là tôi đến đây để cũng như ủng hộ và cũng như truyền đạt cho họ những cái kinh nghiệm mình có. My name is Joe Vovodich. I'm a Rear Admiral in the United States Coast Guard, and it's a real honor for me to be here this evening to be able to engage with our youngest member, our newest leaders that we have in our service. It's a very noble connection amongst the senior folks that have been here and the most junior folks that are going to be in our service, and to be able to build that bridge, that connection that binds us together through all eternity. So it's a real honor to be here tonight. Cháu tên là Amy Hoàng và cháu đi cháu trường Naval Academy, hay là năm một có Naval Academy và cháu trong cái Naval Academy tại cháu thích đi lên biển và mấy cái adventure mình được đi trong cái Naval Academy và ở cái Navy One. Bích Phượng tường trình từ buổi họp mặt Hội Quân nhân Mỹ gốc Việt Fortress, Virginia. Kính thưa quý vị, chương trình đến đây xin được tạm ngừng trong giây lát. Kính mời quý vị trở lại với phần 2 sau phần thông báo và quảng cáo. Trân trọng kính mời quý đồng hương tham dự buổi dạ tiệc ra mắt Việc Washington DC Radio, đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn, vào lúc 6 giờ chiều ngày thứ Bảy 17 tháng 3 2018, tại nhà hàng Thần Tài, 6249 Arlington Boulevard, Fortress, Virginia, 22044. Sự hiện diện của quý vị là một vinh dự lớn và còn là một khích lệ cho các anh chị cộng tác viên, thiện nguyện viên và những ai yêu chuộng truyền thông. Vé ủng hộ 35 Mỹ Kim. Mọi chi tiết xin liên lạc
Võ Thành Nhân 703-257-4896 hay Nam Anh 202-999-6075. Trân trọng kính mời.